Hoạt động đội và phong trào tình nguyện trên địa bàn dân cư từ lâu là hoạt động không thể thiếu đối với thanh thiếu niên mỗi dịp hè về. Đó là dịp để thanh thiếu nhi được giao lưu phát triển và rèn luyện kỹ năng cũng như hoàn thiện nhân cách. Thế nhưng, để những hoạt động này thực sự phát huy được hiệu quả, cần sự thay đổi mạnh mẽ từ cách tổ chức, triển khai phù hợp với đặc tính của mỗi địa bàn. Nhằm thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư, từ năm 2016, Hội đồng đội tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trại huấn luyện Trần Quốc Toàn với nhiều nội dung huấn luyện nghiệp vụ công tác đội. Trại tập huấn đã trang bị cả về mặt lý luận, vừa rèn luyện kỹ năng hoạt động thông qua thực hành với rất nhiều nội dung kiến thức đoàn, đội, kiến thức văn hóa xã hội như kỹ năng sinh hoạt tập thể, trò chơi nhỏ, tham gia trò chơi lớn, thực hành, mật thư, dấu đi đường, kiến thức kỹ năng thích ứng với thiên tai hỏa hoạn, v.v. Thông qua đó, giúp kết nối các cán bộ đoàn cơ sở, giáo viên tổng phụ trách đội, đồng thời giúp tiếp cận và nắm vững các phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Trại huấn luyện Trần Quốc Toàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2018 có sự tham gia của 150 trại sinh là các đại diện tiêu biểu của các câu lạc bộ phụ trách đội Trần Quốc Toàn, hội đồng huấn luyện cấp huyện, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác đội các huyện, thành đoàn, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng đội cấp xã và giáo viên tổng phụ trách đội khối trung học cơ sở. Trong 3 ngày học tập tại lớp huấn luyện từ 13 đến 15 tháng 6, 150 trại sinh sẽ được trải nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội theo 5 chuyên đề với các nội dung tìm hiểu về hệ thống nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện mô hình công viên hè trải nghiệm, ứng dụng trong mô hình vũ khúc sân trường, kiểm tra nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện bài đồng diễn, các yêu cầu đội viên với nhạc, phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bơi tự cứu, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho thanh thiếu nhi, kỹ năng tổ chức khởi động trước chương trình, sự kiện. Với những nội dung huấn luyện phong phú tại trại huấn luyện Trần Quốc Toàn năm nay, các cán bộ đoàn cơ sở, các giáo viên tổng phụ trách đội sẽ vận dụng được nhiều kiến thức, kỹ năng trong đợt huấn luyện và công tác giảng dạy, hướng dẫn rèn luyện các em đội viên. Đối với tôi thì đầu tiên là tôi sẽ tìm hiểu những cái kiến thức liên quan đến các chuyên đề trong trại huấn luyện đợt này và tự trau dồi cho mình những cái kỹ năng mà mình còn yếu. Và đặc biệt là năm nay thì trong trại huấn luyện thì có rất nhiều các chuyên đề mới, chuyên đề mang tính sáng tạo và nó thực tế đối với cái xã hội bây giờ và mang lại cái hiệu quả rất lớn cho các bạn đoàn viên thanh niên và các anh chị giáo viên tổng phụ trách đội. Cho nên là bản thân tôi thì mới với các anh chị và cũng mới với bản thân tôi nữa, cho nên là tôi cũng tăng cường cái sự học hỏi cũng như là trao đổi với các anh chị trong hội đồng huấn luyện để có thể tích lũy lại được những cái kiến thức, những cái kỹ năng làm sao để truyền tải cho các bạn dễ hiểu và trọng tâm cũng như là mang lại được cái hiệu quả cao nhất. Mong muốn rằng là các đồng chí đoàn viên thanh niên, đặc biệt là các đồng chí báo cáo viên của các xã cũng như là giáo viên tổng phụ trách đội của các trường thì sẽ lĩnh hội được những cái kiến thức từ những cái chuyên đề mà hội đồng huấn luyện và cũng như là ban tổ chức truyền tải cho các đồng chí, và các đồng chí có thể về áp dụng được và truyền tải được những kiến thức này tới tận các đối tượng, đó là các em đội viên thiếu niên nhi đồng của mình. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ tự mình, ngoài những kiến thức mà chúng tôi truyền tải, thì các bạn cũng sẽ tự mình để tìm hiểu thêm để có những cái kiến thức cốt lõi nhất để các bạn truyền tải đến các bạn đoàn viên thanh niên và các em đội viên được hiệu quả nhất. Thu hút tất cả sự quan tâm và tham gia học tập nghiên cứu trong trại huấn luyện Trần Quốc Toàn năm nay là chuyên đề mô hình công viên hè trải nghiệm. Tại chuyên đề này, 150 trại sinh tham gia thiết kế các góc trải nghiệm, xây dựng nhiều hoạt động phong phú như hoạt động khởi động cùng công viên hè trải nghiệm, hoạt động khám phá thiên nhiên, hoạt động tìm hiểu thế giới quanh ta và hoạt động theo chủ đề sống có lý tưởng. Tại mỗi hoạt động sẽ có rất nhiều những hoạt động vui chơi, giải trí, đầy lý thú và bổ ích cho các em đội viên. Với năm nay thì tôi thấy rằng có rất nhiều cái đổi mới về hình thức, về nội dung,
Chính vì vậy mà để cho anh em tổng phụ trách rồi các bí thư ở các xã đoàn rồi các phó bí thư xã đoàn đến đây học hỏi được rất nhiều. Năm nay là có cái mới mà tôi thấy rằng là nổi bật là có một cái nội dung là tham gia cái hoạt động cái công viên hè trải nghiệm. Mà tôi thấy rằng là qua các cái nội dung đấy mà tôi là một tổng phụ trách đội ở nhà trường thì tôi có rất nhiều kiến thức về để truyền đạt cho các em. Tôi cũng mong rằng hội đồng đội cấp tỉnh cũng như là Sở Giáo dục Tạo kết hợp để cho anh em tổng phụ trách chúng tôi cũng như các đồng chí thực hiện cái công tác đoàn đội được học tập nhiều hơn để trau dồi kinh nghiệm về với các trường, các địa phương để hướng dẫn cho các em đội viên ngày một tốt hơn trong cái công tác đội. Thì thông qua cái mô hình công viên hè trải nghiệm này thì nó sẽ đa dạng hóa các cái nội dung tổ chức, đa dạng hóa nội dung tổ chức trong dịp hè. Thì giống như là các em khi mà tham gia được đi công viên ấy thì các em rất là thích. Thì cái mô hình này nó là như vậy. Thì cái vai trò của người tổ chức đó là các anh chị phụ trách sẽ tổ chức các cái chương trình trong dịp hè này cho các em học sinh được tham gia. Đối với công tác đội và phong trào thiếu nhi, vai trò của các cán bộ đoàn đội, giáo viên tổng phụ trách là rất quan trọng, quyết định đến chất lượng công tác này. Với tình yêu nghề, nhiệt huyết và trách nhiệm của mình, họ sẽ mang những kiến thức, kỹ năng được trang bị, chia sẻ cho các bạn đồng nghiệp ở địa phương và giữ vai trò nòng cốt trong công tác huấn luyện tại địa phương, đơn vị. Đặc biệt, hội đồng đội cấp tỉnh và trung ương đoàn rất quan tâm, đặt yêu cầu rất cao về việc đội ngũ huấn luyện viên cấp 1 truyền đạt lại cho các huấn luyện viên ở mức thấp hơn, lan tỏa hơn nữa những kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức về công tác đội và tiếp tục rèn luyện, trau dồi hơn nữa trong thời gian tới, không ngừng phấn đấu về mọi mặt, có phương pháp công tác khoa học và nghệ thuật trong tiếp cận giáo dục thiếu nhi. Sau 3 ngày hoạt động, với sự tham gia của 150 trại sinh là những các đại diện tiêu biểu của câu lạc bộ phụ trách đội Trần Quốc Toàn, hội đồng huấn luyện cấp huyện, cán bộ chuyên trách phụ trách công tác đội các huyện, thành đoàn, chủ tịch phó chủ tịch hội đồng đội cấp xã và giáo viên tổng phụ trách đội khối trung học cơ sở của 10 huyện thành phố. Các hoạt động của trại huấn luyện Trần Quốc Toàn năm nay được thiết kế theo hình thức tương tác giữa các học viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc triển khai hiệu quả công tác đội tại cơ sở. Hàng năm thì hội đội tỉnh đều tổ chức các cái trại huấn luyện và lớp huấn luyện. Thì ở đây mục đích chính là cũng để truyền đạt cho những anh chị phụ trách đội, đặc biệt là trong cái dịp hè này, trên địa bàn dân cư này, có được những cái kiến thức, cái nghiệp vụ, cái kỹ năng về công tác đội để mà tổ chức các hoạt động trong dịp hè cho thiếu nhi. Các năm đều có sự đổi mới, sáng tạo để mà phù hợp với sự chuyển biến của xã hội. Ví dụ như là những năm gần đây cái tình trạng đuối nước của trẻ em rất là nhiều, thì hội đội tỉnh năm nay thì những năm trước thì đã có những cái nội dung đưa vào rồi, dạy bơi miễn phí, cắm biển trong những cái ao hồ. Thì năm nay ngoài những nội dung đấy ra thì hội đội tỉnh nhân rộng và đẩy mạnh cái nội dung đó là bơi tự cứu. Đấy, thì đây cũng là một cái chuyên đề rất là mới trong cái năm nay, sẽ có một ngày để các anh chị phụ trách đội ở đây để tập huấn, từ đó để về triển khai cho các em trên địa bàn dân cư. Ngoài ra thì có rất nhiều các nội dung mới như là mô hình công viên hè trải nghiệm trong dịp hè này, rồi thì những cái mô hình tổ chức các hoạt động, kỹ năng hoạt động trước một sự kiện diễn ra để mà thu hút thêm những cái em thiếu nhi tham gia vào những hoạt động của tổ chức đoàn. Trại huấn luyện Trần Quốc Toàn tỉnh Bắc Giang được tổ chức thường niên đã góp phần thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ phụ trách đội các cấp, đồng thời thông qua đây góp phần nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới của tỉnh Bắc Giang.